Trời ơi, đã chảy nước rồi nè. Sớm giờ team tập hợp ở đây 9 thành viên, chỉ đãi có một mình cưng thôi đó. Hôm nay em biết anh quay clip ngoài đồng á, nên em đã bỏ ra 1 tiếng đồng hồ đi hoa kem chống nắng đó. Hoa kem chống nắng mà mất 1 tiếng đồng hồ. Thôi thông cảm cho chế hồn đi. Nếu team mình đã tập hợp đầy đủ ở đây thì giờ cùng nhau ra đồng thực hiện một cái video thử thách sinh tồn. Tiếp theo là tập 3 của series ngoài đồng. Tập 1 là bọn mình đã làm xong 2 ngôi nhà rơm này đây. Tập 2 là thả diều ngoài đồng. Và hôm nay là tập cuối cùng, cũng là tập 3, là sinh tồn ngoài đồng. Đấy, trên tay của mình có 3 lá phiếu bốc thăm. Vậy là bọn mình phải chia đội ra rồi. Không. Lần này mình sẽ không có chia đội theo kiểu như thế này nữa. Nó xưa rồi. Mình sẽ chia đội với nhau dựa trên 3 cái biểu tượng kéo, búa, bao của quẳng tù tì. Hiểu chưa? Hai đứa vô vòng tròn hết đây. Vô vòng tròn ở đây nè. Đó. Kéo búa bao. Khoan, để anh coi nè. Rồi mời ba bạn bao đi ra ngoài đi. Yeah. Tiếp theo tới ba bạn kéo. Yeah. Còn lại ba bạn búa thì chung một team nha. Yeah. Bây giờ bốc thăm nè, dính cái gì đây? Mở ra coi thử coi gì đây. Dính dụng cụ nào là sinh tồn mà. Keo dính chuột. Keo dán chuột. Ủa anh Vinh, keo dán chuột rồi sao mình vệ sinh con chuột đó anh Vinh? Anh đã tính trước trường hợp này rồi. Anh có cách vệ sinh tách khỏi phần lông với phần keo ra, hiểu không? Vinh ơi. Rồi, bốc thăm đi cưng. Gì đây? Lưới. Rồi sinh tồn bằng lưới nha. Lưới tổ của em. Rồi cuối cùng. Mở ra coi. Gì đó? Cái gì đây? Anh em ngáo. Rập chuột các bạn ơi. Nhận dụng cụ đi. Đây, rập chuột của đội nào? Em. Lưới của ai? Em. Tiếp theo là hai miếng keo dán chuột của đội bạn nữ. Bây giờ cả team hãy khởi hành đi. 1, 2, 3, 4, 5. Bọn mình sẽ xách 5 cái gặp chuột này đi tìm chỗ đặt. Chứ nhớ cái keo này là bắt hàng lặng với dán mà sao anh Vinh lại đi kêu bắt chuột. Sinh tồn mà cho nên phải khó chứ. Đi kiếm chỗ đặt nè. Đây nè. Team cuối cùng thì sẽ sinh tồn bằng lưới nha mọi người. Để mình hỏi ý kiến của team coi mấy đứa em định làm gì với cái lưới này đây hả? Bọn em đài hang chuột, đợi con chuột nó chạy ra lấy lưới chụp lên. Rồi đi sinh tồn đi cưng. Đi kiếm mà em còn ơi. Đây. Trong lúc sinh tồn mà có bạn nào mệt á thì sẽ vào trong hai cái tích liều gom này nghỉ ngơi nha các bạn. Chị Hảo ơi, chị nghĩ đây có chuột không? Chuột thì ở đâu chả có, vấn đề quan trọng nhất làm sao cho con chuột dính keo nè. Nắng nóng như vậy nè, mấy con chuột đi nghỉ dưỡng hết trơn rồi, làm gì còn đây cho mình bắt đâu. Thôi dẹt cỏ đi, ngồi đó nói hoài. Đi qua bên kia ra, còn chị vô bụi sậy kiếm hang chuột. Dạ. Mấy con chuột hay làm hang trong bụi sậy lắm, giờ mình coi thử coi có không nha. Chết hồn kiếm được hang rồi, giờ lại ăn không thôi. Các bạn nhìn cái hang nè, cạn queo chút xíu con chuột nào mở được. Chắc ăn đây là cái hang chuột rồi, nhưng mà trời nắng á, nó đi kiếm ăn rồi. 5 minutes later. Quyết định của mình sẽ để những tấm keo quanh bụi sậy nha. Còn mồi thì sao? Em còn dư mấy miếng bánh lửa tay heo nè, được không? Tự miếng này. Ngon đó. Bánh này em lượm ngoài đường á. Hả? Sao nó sớm vậy? Định nói mà nói không kịp đâu. Còn có mấy miếng này đặt vô cái bẫy đi rồi để quanh bụi sậy. Dạ. Nè, để xuống. Rồi đây, ok luôn rồi đó. Rồi đem đi. Đây hai. Theo phong thủy thì đây là nơi của mấy con chuột hồn đi vệ sinh. Mình sẽ đặt ở đây một cái bẫy nha. Đó. Trái xài này có dấu hiệu bị chuột ăn. Tất nhiên là mấy con chuột chạy qua chạy lại đang xài. Cho nên mình sẽ đặt bẫy ở đây nha. Có bao nhiêu bánh lỗ tay heo đổ vô hết luôn. Cái gì chạy? À đây. Rồi. Nãy giờ thọt không biết bao nhiêu là cái hang chuột nữa, vậy mà không dính được con chuột nào. Hồi nãy có con chuột chạy ra khỏi cái hang mà bắt không kịp. Cái hang con chuột có hai lỗ, mang căn có một lỗ à, còn một lỗ thì con chuột chạy ra phải rồi. Ở đây có cái hang nè. Ở đây có cái lưới gài, lưới gài. À Tiên, bỏ gom xuống đi. Dạ. Để anh chọt cho thử rồi. Chuột chạy ra là úp xuống liền nha. Dạ. Có không Cường? Có không anh Cường? Rồi, không có rồi. Mấy cái hang này nè, phải lấy cây hộp vô cho nó an toàn. Nó có chuột là chuột chạy ra hà. Chứ các bạn đừng có lấy tay hộp vô sớm nghe. Lỡ đâu có gắn rít gì rồi sao. Rồi đi kiếm hang khác đi. Ừ. Kiếm nữa rồi, kiếm cho kỹ nha. Rồi, kiếm đi. Rồi, để tao qua đây coi thử rồi. Có không? Ý, đây có cái hang nè, đâu còn. Rồi, hang này có hai lỗ nè. Chắc chắn hang này là hang chuột rồi. Lần này mình khôn rồi, mình sẽ bít một cái đầu hang lại chứ. Lắp gom vô đây Tiền. Dạ. Rồi. Đi qua bển đây ơi. Mày không thoát được đâu con trai. Còn mày qua đầu bên kia đốt không khói đi. Bên đây con chuột nó chạy ra là tôi úp xuống liền. Cái này mày chết với tao rồi chuột ơi. Đốt gom lên. Đốt nhanh đi Cường. Thôi nó cháy rồi, chuẩn bị quạt khói nè. Đưa tao nón lá đại. Rồi. Để cho nó cháy đi.
Dạ anh Cường ơi. Khói lên rồi. Anh có chắc cái chuyện phun khói của anh hiệu quả không vậy? Cho em thấy ngợp lắm rồi đó. Không biết con chuột nó ngợp khói chưa, chứ mình sắp ngợp khói rồi đó. À đây đây, con chuột này các bạn ơi. À cuối cùng cũng bắt được con chuột rồi. Đúng rồi. Bắt được con chuột rồi nè con ơi. Lấy cái lồng đi đó Tiên. Dạ. Mày không hốt được tao đâu con trai à. Đây lại. Hình như còn con nữa Cường ơi. Nó chạy ra chưa đại, chứ nó không chạy ra là nó chết trọng rồi đó. Chưa mày ơi. 20 minutes later. Tạo lên. Hồi nãy là nhớ hai con mà. Tao thấy gõ càng hai cái đuôi lận. Em thấy hai con luôn á. Ủa gõ càng hồi nãy gặp hai cái đuôi con chuột mà, giờ mất tiêu rồi. Chắc là tranh thủ cái khói mù mịt hồi nãy nó chạy ra rồi đó. Thôi bỏ đi đại ơi. Ừ, được một con là được rồi. Đi, kiếm hàng khác. Đi mày ơi. Không biết là chỗ nào đi ta. Cái này trời. À anh có ý này nè. Hay là bây giờ mình đặt trên cây sài đi. Ủa anh đặt cái gập này để cho bẫy chuột đâu phải bẫy chim đâu mà đặt trên cây sài. Vậy là em không có biết rồi. Mấy con chuột hay lên cây sài ăn mấy trái sài chín lắm. Cho nên mình gài trên cái đường đi của nó chắc chắn là sẽ dính. Ủa anh ngáo, cái bẫy chuột không có mồi sao con chuột nó vô? Con chuột đâu bị khùng đâu. Ừ anh quên đó he. Hay là ba anh em mình đi tìm mồi đi. À em có ý này nè, ở ngoài trước có bộ chuối á, hay là ra ngoài kiếm chuối chín đi rồi mình gài vô cái gặp này. Ok ừ. Luôn đi. Đi. Thôi trong là lúc nào không có chuối hết trơn á, nhưng mà bữa nay không có đem. Vậy là mình phải đi kiếm rồi. Ở đây có buồn chuối nè anh Ngáo ơi, mà mình hái mấy trái. Hái một trái đủ rồi em ơi, hái đi. Ở đây có một trái chuối chín nè. Hái đi Ngọc ơi. Rồi đi về gặp. Rồi lột chuối ra bỏ vô mấy cái gặp này nè. Ừ. Hai. Thật là thơm ngon quá đi. Thanh ơi, có một trái chuối thôi đó. Em định dành với mấy con chuột hay vậy? Em chỉ nói vậy thôi. Rồi. Để chuối để vô gặp đi. Để chuối vô. Mình sẽ bẻ một miếng chuối để vô gặp nha. Ít ít thôi. Rồi. Bao nhiêu đó được rồi. Cái gặp cuối cùng, bẻ miếng chuối để vô nè. Vậy là trái chuối này là còn dư đúng không anh Ngáo? Đúng rồi em. Hả? Còn không tao đâu. Con gửi ăn luôn rồi. Phần của anh nữa. Mình không tin hết khu vực này chỉ có một con chuột. Anh thằng ơi nó mệt. Ê ở đây có cái hang nè, mà không biết có chuột không nữa. Đại mày muốn bắt theo cách nào? Thôi mày lấy cây thọc vô hang đi, chứ mày mà lấy gom đốt không khói một lần nữa là tao bị anh phổi luôn á. Nè lấy lưới chạy ra đi. Ừ. Tao qua đầu hang kia tao hợp. Ừ. Rồi. Tao ở cái đầu hang đâu rồi? Kiếm hả rồi. Ờ đây nè. Có cái đầu hang này. Không đi Cường ơi. Cũng bị chuột nó gai nha đại. Ừ. Gà chưa? Chưa. Chưa. Tao thấy cái đuôi nó nè Cường ơi. Cho nó gà đi. Đây 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 đây. Thấy con chuột kìa. Trời ơi bắt không dính. Nó chạy kìa. Ủa rồi nó đâu rồi? Nó chạy kìa, nó nhảy kìa. Trời ơi, nó kêu luôn rồi. Con chuột cũng để mắt nó. Mời các bạn hãy nghe một bài hát trong lúc giải lao nha. Rồi, nhạc dạo, nhạc dạo. Ta đã hứa bên nhau những năm tháng nhọc nhằn. You make me feel like I got everything. Dù mai có ra sao ta vẫn sẽ tự hào vì đã luôn bên nhau. We do everything. Đưa tay đây nào, mai bên nhau bạn nhá. Bên ngoài thế giới chỉ có đất dày, ở trong tim có anh em trước đây. Đưa tay đây nào, mai bên nhau bạn nhá. Cùng mặc lên mình chiếc áo bóng bẫy sau những ngày tháng chị ai chốc vậy. Ủa xem ghê rồi mới chẳng hát nữa. Tới đó hết thuộc rồi. Cái gì lãng xẹt vậy? Á Tiên muốn nghe bài nào nói đi chế thuộc hơn 1000 bài hát lận. Em mê điệu khúc của bài Thích Thì Đến lắm, của ca sĩ Lê Bảo Bình á. Ok cưng luôn. Người ấy là đường tròn tuyệt vời của em hay em hay. Em đi. Thôi nhiều đó đủ rồi. Đi. Chế giận rồi, mai mốt chế có làm ca sĩ á, mấy cưng đừng hòng xin chữ ký của chế nha. Ôi, nó sao nó nhẹ nè. Đâu rồi? Nó đây nè, nó rồi, nó rồi. Rồi, nó rồi. Đây nè con ơi. Đi rồi. Đây. Nó đây nè. Dính nó. Rồi, buông đi con ơi. Rồi, cuối cùng cũng bắt dính được đó rồi đại ơi. Hai con, bánh cái lồng đi con. Ờ, chạy ra đây nè. Nè, bỏ vô. Rồi, được hai con rồi, coi còn không. Kiếm thử rồi. Bây giờ ba anh em của tụi mình sẽ chia ra mỗi người một hướng để đi gặp nha. Mình sẽ bên đây. Em hướng này.
kiếm cái chỗ nào nó gặm gặp hơn để mình đặt cái gặp. Đi thôi. Mình chắc chắn chỗ này sẽ có chuột như bạn, tại vì chỗ này rất là âm u. Bây giờ mình sẽ lấy lá xài nè, che phủ lên. Đó, xong. Đây chính là cái gặp cuối cùng. Đặt xong cái này mình sẽ chờ tới chiều rồi đi thăm. Đặt xuống. Lấy lá che lại. Như là anh Ngáo nói, mấy con chuột thích ăn xài lắm, cho nên mình sẽ đặt cái gặp này lên cây xài nha, coi nó dính không. Đi xuống. Nếu con chuột muốn leo lên cây xài, nhất định nó sẽ đi qua gốc xài, cho nên mình sẽ đặt cái gặp này dưới gốc xài để đón con chuột. Mình chỉ có một cái gặp thôi, cho nên phải kiếm một cái chỗ thiệt là chất lượng. Các bạn muốn bắt được chuột phải đón được cái đường đi của nó. Ở đây có cái đường mòn nè, mình đặt ở đây chắc chắn sẽ dính chuột. Đó. Vũ Thanh với anh Ngáo gà gặp xong chưa? Rồi. Tụi mày xong chưa? Xong rồi. Ba anh em của tụi mình đã gà gặp xong rồi. Bây giờ sẽ vô nhà gom để nghỉ ngơi. Chiều ra thăm coi có dính con chuột nào không nha. Đi. Ê mấy đứa, ưu tiên thăm cái gặp của anh trước nha. Dạ. Nhưng mà anh đặt gặp ở đâu vậy? Sao ở trong không? Cái bụi sậy này nè, chắc chắn có luôn. Gặm gặp mấy chỗ lắm. Này không ok bằng chỗ của em rồi. Chắc luôn nó không có dính. Ờ đúng sao đâu? Em biết được, gặm gặp mấy con chuột hay vô lắm. Trong đây nè, để anh vô trước cho mọi người đấy, xem. Đúng rồi. Các bạn thấy gặm gặp chưa? Nguyên cái bụi sậy luôn mà các bạn. Đây, trong đây đây. Đâu? Wow! Dính chuột rồi các bạn ơi. Dính chuột rồi. Đó. Còn cái nào nữa không anh Ngao? Còn một cái đằng đây nữa nè. Ok, giờ mình đi kiếm nha. Em ủa dính đang quen gặp dễ dính lắm. Vũ Anh cầm giùm anh đi. Cái thứ hai của anh đâu? Trong đây nè. Anh vô coi có không? Tối này còn gặm gặp hơn nữa. Không biết dính không nữa. Wow, dính rồi. Các bạn thấy chưa? Chuột của mình nè, hai cái gặp dính được hai con chuột. Tới em không đi. Anh Ngao đẳng cấp thiệt. Quá đẳng cấp rồi. Tới thăm gặp của em đi anh Ngao ơi. Ok, đi đi đi. Đi. Hai cái gặp của anh xong rồi đó, rồi hai cái gặp của em gà ở đâu? Nói ra sợ anh hết hồn về cái độ thông minh của em. Tên 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 tên. Có con nào không Thành? Có không? Yeah. Quá, dính con chuột rồi nè anh Ngáo ơi. Sao em thông minh như vậy chú Thành? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cái gì cũng phải sử dụng tới giáo hết á. Họ xuống đi. Mày đâu? Đằng kia đó tôi chỉ cho. Xuống nè. Xuống lại đây. Đi. Em đã nói em thông minh lắm mà không chịu tin. Em còn chỗ đặc biệt nữa, chắc chắn là phải dính chuột. Chỗ nào vậy? Chỗ này nè. Rồi chuột đâu vô hành? Nó không dính, tại xui á. Rồi cái gặp cuối cùng của em nằm ở đâu vậy? Đi thăm đi. Đi em nè. Chỗ này của em đỉnh lắm, không thể nào mà không dính được. Thiệt không? Không biết dính chuột không mà, à. Nói dưới ta. Yeah, chuột rồi nè bạn. Chưa ơi. Chưa vậy? Chưa vậy? Năm cái quá gặp luôn mà dính 4 con chuột. Vậy được quá rồi. Quá ok luôn. Vô liền thôi. Ê, lại đây ngồi nghỉ mà chút xíu rồi chút ra đẳng tập hợp với hai đợt kia. Ừ. Một ngày bẫy chuột đó xong rồi đó. Hai đứa đã rút ra được cái bài học gì chưa? Có chứ. Có bẫy chuột thì mới có chuột mà ăn. Sai. Đúng là suy nghĩ của trẻ trâu. Theo em trên đời con nào ham ăn là con đó chết sớm à. Bởi vậy trong cuộc sống này đừng có quá tham lam. Biết đủ là được rồi nha các bạn. Hai đứa ơi cùng với anh đi lên đẳng tập hợp với hai đội kia. Ê. Đi thôi. Mấy đội kia bắt chuột còn chưa xong nữa kìa. Hay là bây giờ team mình lấy diều ra thả đi rồi chờ hai đội kia luôn. Mình để chuột chỗ mát đi xong rồi đi thả diều. Đi. 2, 3, chạy. Ở đây một đống hang luôn, nhưng đâu phải hang nào cũng có chuột đâu. Bọn mình bắt được có hai con à. Bây giờ bọn mình sẽ vô nhà gom nghỉ ngơi nha. Đi bà ơi. Ừ, đi. Tiếp ngoài đồng cực quá à. Gáng đi, hôm nay là tập cuối sẽ đi ngoài đồng rồi. Có hai con chuột hà. Ủa chị Hảo, tim chị bắt được bao nhiêu con chuột mà em thấy ở trong nhà không vậy? Cái gì cũng phải từ từ chứ. Bẫy đã đặt rồi, dính hay không là định mệnh. Đi 27 nè chị. Ôi trời, nắng nóng nực quá. Cái áo mồ hôi không à. Tôi thay cái áo phát cái rồi. Để coi ba miếng keo dính con gì không. Bảy chuột nhưng mà dính con chuồn chuồn. Trời ơi. Tiểu Phương với Tiểu Hồng coi cái bẫy của mình đi. Dạ. Cái
bẫy của chị Thảo thì dính chuồn chuồn, còn cái bẫy của mình á thì dính được con ruồi. Nãy con Phương nó nói đặt cái bẫy chuột gần đây, sao nãy giờ mình kiếm không thấy ta? Hả? Con chuột nó chết kìa. A few moments later. Chiều rồi, ba team tập hợp về đây để mình hỏi một ngày thu hoạch của các em ra sao nha. Đợi em dính được một con ruồi, một con chuồn chuồn à. Có một con chuột nữa nhưng mà dính keo thấy ghê lắm, ăn không có được đâu. Đội thứ hai đâu? Đợi em. 5 cái gập mà dính 4 con chuột. Trời, mấy cưng xài mò gì mà nhảy dữ vậy? Dạ, nó dính là trái chuối. Không nghĩ mấy con chuột này lại thích ăn chuối quá hen. Anh nghĩ không phải tụi nó thích ăn chuối tới nỗi vậy đâu, mà chẳng qua ở ngoài cánh đồng này nè, đồ ăn khan hiếm quá. Chuột nó đói bụng, nó gặp cái gì mà nó chả chịu ăn. Còn đổ của Tiểu Cần. Mà em bắt được 2 con chuột, nhưng mà sống hết 2 con chuột á. Ở mình 3 người, em bắt được 2 con ai ăn ai nhịn? Thì chút 2 con thì mình chia cho 3 người ăn. Ừ, dạ. Ba team ở đây cho anh hỏi nè, có bạn nào biết làm thịt chuột không ạ? Em. Rồi, mấy đứa cưng đi làm thịt chuột đi. Mấy cái cảnh làm thịt chuột này á là mình không có dám quay phim cho bạn coi. Kẻo có nhiều thành phần đi vô report kênh mình, nói mình là bạo hành thú cưng. Là tối ngày bọn mình sẽ mở đèn lên. Đó, mở lên đi. Rồi nướng chuột. Ừ, để tao đem chuột qua cho. Sáng rồi đó. Quá trời sáng luôn rồi. Rồi, đi đốt lửa đây. Thịt chuột của mình đã làm xong rồi, bây giờ đem đi nướng. Đi. Chắc đây làm bếp nè mấy đứa. Để gom lên nè. Rồi đốt đi con. Đốt đi. Lửa lên rồi đó. Đi chuột lên. Rồi nè. Nếu các bạn thấy video này hay hãy bấm đăng ký, like, chuông để ủng hộ cho mình nha. Lấy chuồng ra. Ngày hôm nay dân nắng đã luôn nhưng mà tối ăn được vậy nè, nó vui. Cũng may team mình ngáo bắt được nhiều chuột cho nên chia cho team một mình. Cái clip này cực quá các bạn ơi, cả ngày luôn mới bắt được mấy con chuột á. Nhưng mà được cái nó vui. Ừ. Rồi. Bây giờ nướng chuột ăn nó ngon nè. Con ăn kính nè. Lần đầu tiên nướng chuột khét nghẹt luôn rồi. Con chuột này hả? Mày ăn vô bị ung thư chắc luôn. Con chuột của mình thì chín mất rồi. Xé một miếng thịt ăn ơi. Chuột đồng quá là ngon các bạn. Ây chà chà, nướng con chuột chưa chín mà cái kè đã cháy rồi. Nó ngon gì đâu á. Đúng là chuột đồng. Quá ngon luôn chứ còn gì nữa. Video sinh tồn ngày hôm nay ngoài đồng mấy đứa thấy như thế nào? Vui. Mệt lắm đúng không? Dạ. Ở ngoài nắng suốt sao mà không mệt được. Rồi, lâu lâu thì team mình sẽ quay những clip dân dã như thế này nha các bạn. Và hy vọng nếu mà bạn thích á thì để lại like nhiều nhiều, bấm đăng ký kênh với bấm chuông luôn để mà khi kênh mình ra clip mới á thì các bạn có thể vào xem được. Mình thấy các bạn comment rất là nhiều những cái thử thách rồi những cái màn troll này kia, mình thấy nó không có được lịch sự lắm. Nếu mà mình thấy nó lịch sự, vui vẻ, có tính chất giáo dục hay là giải trí làm mạnh á thì mình sẽ làm. Còn nếu mà mình thấy nó không được á, mình không làm thì các bạn cũng thông cảm nha. Và bây giờ video mình cũng khép lại thôi, cũng tối lắm rồi. Mình và các em còn phải đi về học bài để chuẩn bị bài học cho tuần tới nữa. Rồi bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Yeah.